Vô tình hình là đang ở nhà của anh Junior. Chào Và lại. anh Junior cười cười hoài. Đây là cây mod mới của anh Junior. Cây này thì nhìn phải nói là mẹ chất vãi cả đái. Màu đen nhìn ngầu vãi lọ. Có cái là hơi nặng, bù lại thì kéo qua kéo vô được, thay đổi được cái chiều dài thì nó coi như là mất được cái này mất cái kia. Bởi vì cái mod này nó quá nặng mà nó bị nặng ngay cái thân chứ không phải là hai cái đầu, cho nên là quay nó sẽ bị rất là kỳ, rất là kẹt. Đó, vì vậy thì cái cây mod này nó chỉ mang tính chất là một cái cây mod gọi là độc lạ để mà các bạn có thể sưu tầm, trưng bày trên bàn học, rồi phong thủy đồ cái thứ, rồi phát tài phát lộc gì đó. Hoặc là các bạn có thể đem vô lớp, các bạn thấy nào mà bố láo với mấy bạn thì mấy bạn gõ đầu nó. Còn nếu mà trưng bày thì mấy bạn có thể mua những cái giá mà người ta để kiếm nhỏ nhỏ đó, mô hình đó, thì các bạn có thể để cái mod lên. Đó, người ta là người ta người thường người ta trưng kiếm, mình là spinner mình phải trưng mod nó mới chất. Đó thì mình sẽ cân thử cho các bạn xem. Đây có cái cân của anh Junior. Đó là giờ cân cây kiều trước. Đó cây kiều là 16 năm. Rồi cân tới cây này. Đó mẹ cây này nó lên tới 40 mấy thì rất là nặng đó. Và cây này giá như anh, cái này 4,7 á em. cây này anh Junior bán là 470, thì bạn nào quan tâm thì có thể inbox anh Junior. Facebook là Khải Trang, có web là juniorbenshop.mv.mn, thì mình sẽ để link ở cái phần mô tả clip mình. Quay này hồi rớt trúng cái điện thoại của anh Junior, kể từ đó là mấy bạn không còn thấy mình lên làm tốt nữa. Gãy tay hả? Quay xong cái này gãy tay đi. Đã có anh bán đồ đã, anh điện thoại cho anh.